Bữa nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cáp điện thoại các bạn. Thì trong một cái bản vẽ nó có vẽ như thế này. Đây, đây là sơ đồ nguyên lý hệ thống điện thoại. Đó. Thì ở đây là tầng 1, ở đây là tầng 1, đây tầng 2. Ở trên đây tầng 3, này ghi nhầm rồi. Rồi. Nói chung là bây giờ như vậy á, cái cáp điện thoại nó ghi là cáp điện thoại 50 đôi, cáp điện thoại 100 đôi, hay là cáp điện thoại 30 đôi gì đó. Có nghĩa là nó từ cái hộp cáp điện thoại của cái tầng 1 á, nó nối với những hộp cáp điện thoại của cái những cái tầng nhánh, tầng phía trên, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng N á, thì nó có ghi như thế này ha, 50 đôi, 100 đôi, 30 đôi, có nghĩa là sao? Thì ngày hôm qua mình có cái clip cho các bạn á, là cái gì? Thì ngày hôm qua mình nói các bạn á, là cáp điện thoại nó thường là có hai đôi, một cáp, một cái điện thoại nó có cần hai đôi, có nghĩa là bốn cái đơn á, thì nó đã hoạt động rồi. Nhưng mà bữa nay tại sao nó lại là ghi chỗ này là 30 đôi rồi 50 đôi? Tại sao nhiều vậy? Có nghĩa là sao? Rồi. Thì bây giờ đầu tiên là chúng ta hãy tìm hiểu cái cáp điện thoại nhỏ nhất, tức là cáp điện thoại 10 đôi ha. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Có nghĩa là trong cái sợi cáp này á, nó có 10 đôi, một cái đôi là hai cộng đơm, như vậy tổng cộng trong đây là nó có 20 cộng đơm. Cứ hai cộng đơn á thì nó xoắn lại với nhau thành một đôi, nên người ta gọi là 10 đôi. Như vậy nếu mà theo những clip ngày qua mình nói các bạn á, thì cái cáp điện thoại 10 đôi này nè thì nó sẽ cấp được cho 10 cái điện thoại ha. Còn nếu mà nó dự phòng 100% á thì nó sẽ cấp được có 5 cái điện thoại thôi, tại vì một cái điện thoại là hai đôi, đúng không ạ? Thực tế thì một điện thoại chỉ cần một đôi thôi đủ rồi, nhưng mà do tùy cái bản thiết kế thôi ha. Rồi bây giờ tới cáp điện thoại là 20 đôi. Nó có rất là nhiều luôn các bạn. Rồi 20 đôi ha. Đây các bạn, cái cáp màu đen này nè. Nó ghi là mà nè. Quá trời cáp rồi, xanh, vàng, đỏ, tím, vàng, nâu, trắng, tùm lum tà lưa, hồng dưa màu vậy á. Thì cáp điện thoại này á, nó là 20 đôi, tức là tổng cộng nó là 40 sợi đơn với nhau. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta tới cáp 20 đôi rồi, tới cáp 30 đôi các bạn. Đó, trong đây có ghi cái chỗ là cáp điện thoại 30 đôi. 30 đôi. Rồi, 30 đôi ha. Tức là có tổng cộng là 60 cái cộng đơn. Cái hình này thì chắc nó không có rõ rồi. Rồi, nói chung đi tiếp đi. Rồi, 30 đôi rồi tới 50, 100 ha. Tới 50 đi. Nói chung cái cáp điện thoại đó các bạn, nó có 10 đôi nè, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi, 100 đôi. Rồi nó có nhiều hơn nữa, nó tùy cái số lượng bạn đặt. Đây nó gọi là cáp điện thoại 50 đôi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy. Nghĩa là nó có quá trời cáp, cộng cáp trong một cái cáp bự. Đây cái kiểu này các bạn. Đó, bạn thấy nó quá trời cáp không? Rất là nhiều cộng nhỏ trong một cái cộng lớn. Đó, thì tùy số lượng của chúng ta. Đây, quá trời luôn nè. Cáp này là cáp thật đó nha, hình thật chứ không phải hình giả đâu nha. Đó cái hình này nè, đấy. Nó rất là nhiều đôi, nó một chùm một nùi nó luôn. Cực kỳ nhiều. Thì
Đó, nó có cáp điện thoại 200 đôi các bạn, nhiều lắm. 500 nè, 600, 1000 nè ha, cực kỳ nhiều. Thì theo mình nói cáp điện thoại 200 đôi thì nó sẽ cung cấp được cho 200 cái điện thoại bàn. Đấy, đây cáp điện thoại các bạn, 1 đôi, 2 đôi, 5 đôi, 10 đôi, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 1000, 500, 600, 1000. Cực kỳ lớn luôn. Rồi có thử coi có 2000 không ha. Có luôn. Không phải, cái đó là tủ cáp rồi. Tủ cáp. Đó, nó có rất là nhiều các bạn. Nó có cả ngàn đôi luôn. 1000 đôi là nó có dư gì nè. 1000 đôi là tổng cộng trong đây là có 2000 sợi đơn. Nó xoắn lại với nhau. Hai sợi đơn thì xoắn là một cái đôi. Đó, nó có rất là nhiều. Rồi, cái đó là hôm nay mình giới thiệu các bạn từng hạng mục một. Mình sẽ giới thiệu từ từ cái hệ thống sơ đồ nguyên lý, hệ thống điện thoại nó có cái gì trong đó. Mình giới thiệu từng chi tiết một, rồi sau đó chúng ta ráp lại để chúng ta sẽ hiểu là tổng cộng nguyên lý của nó ha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha.